Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chinh phục mức kỷ lục mới. Giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ lên gần 82 triệu đồng lượng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ lên gần 82 triệu đồng lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 79,9 triệu đồng lượng mua vào và 81,92 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Tương tự, Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều lên lần lượt 79,85 triệu đồng lượng mua vào và 81,85 triệu đồng lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như khu vực Hà Nội. Giá vàng thế giới tiếp đã tăng với vàng giao ngay tăng 19,2 đô la lên 2.178,6 đô la ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.186,1 đô mỗi ao, tăng 20,9 đô la so với rạng sáng qua. Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay mùng 9 tháng 3 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều mùng 7 tháng 3. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, trừ dầu mazut được Liên Bộ Tài chính, Công Thương điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá xăng E5 giảm về 22.510 đồng lít, giá xăng dầu RON95 hạ xuống mức 23.550 đồng lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm còn 20.470 đồng lít, giá dầu hỏa hạ còn 20.600 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 9 tháng 3 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo cập nhật, lúa IS504 ở mức 7.300 đến 7.500 đồng mỗi kg, lúa ong 5.451 ở mức 7.400 đến 7.500 đồng mỗi kg, lúa nếp tươi Long An dao động quanh mốc 7.800 đến 8.000 đồng mỗi kg, lúa nếp 3 tháng tươi ở mức 7.900 đến 8.200 đồng mỗi kg, lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.800 đến 8.000 đồng kg, lúa nàng hoa 9 dao động 7.500 đến 7.700 đồng kg. Trên thị trường gạo, gạo nguyên liệu OM 5.451 dao động quanh mức 11.900 đến 12.000 đồng mỗi kg, OM 380 11.500 đến 11.700 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu Nhật ở mức 12.700 đến 12.800 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu ST21 ở mức 14.000 đến 14.100 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu ST24 ở mức 14.500 đến 14.700 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Tin mới nhất. Thời gian tới, CafeLand TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh CafeLand TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.